Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên được 29 số đây ha, lâu quá trời nên anh nói không lên đồ nghề. Hôm nay em lại lên một số đồ nghề ha, một số đồ nghề người giao ha. Đó thì đặt tất cả các số trên màn hình. Mấy cái búa thì thanh lý ha, búa nó không có đẹp lắm, không được đẹp, cho nên là hôm nay mấy cái búa thì cũng thanh lý luôn. Đó, thì những cái số nào mà thích hợp cho cô chú anh chị mình sử dụng thì cứ gọi số điện thoại cho Tuyền ha. Số điện thoại là 0915544667, đó cũng là số Zalo. Đó, để cố định camera rồi. Đó, bắt đầu chạy nghe lùng. Rồi, thì khi vào video á thì mình nhắc cái vụ đăng ký mấy chú có hậu hoài á, là cái trên màn hình lúc nào cũng có cái chữ đăng ký màu đỏ đó mấy chú nha. Nó mình bấm vô đó thì mình bấm chữ đăng ký á, thì mới bốt cái video mà Tuyền lên á thì nó sẽ thông báo ngay chuông thông báo, mấy chú sẽ tiện theo dõi hơn. Mấy chủ có mấy chú lớn tuổi á, hay hỏi không biết sao mà mua hàng á. Hỏi khi mà hỏi tới thì những cái số là đã bán hết rồi. Rồi. Rồi cái hình thức thanh toán thì sẽ ship COD ha, COD thì mọi người vui lòng thanh toán giúp tiền 30k tiền ship ha. Còn mà nếu mà mua mà đơn 300 trở lên đó thì chuyển khoản từ tiền sao ship. À rồi dạo này á dịch còn rất là nhiều nha. Có mấy anh ở ngoài ngoài Bắc á. Ngoài Bắc là đa số là nhận hàng rất là lâu. Dạo này á nhân viên bưu điện Viettel rồi đó. Bị bệnh á, hàng ra tới chỗ rồi nhưng mà không có giao được á, cho nên là đợi lâu á. Mấy anh mấy chú thông cảm ha. Thông cảm đợi hàng giúp Tuyền. Khi mà Tuyền đặt hàng cũng 10 ngày mà mới nhận được luôn á. Rồi cũng có đơn hôm nay, đơn khách của mấy anh là hôm nay là cũng trên 10 ngày rồi. Bây giờ hạn tới ngoài rồi nhưng mà không có đi giao được. Là do bên bưu điện Viettel người ta không có nhân viên làm kịp á. Có người bệnh á. Rồi bắt đầu vô số 1 ha. Số 1 là hai cây đục. Cây đục này dài ha, cây đục này nó dài tới 28. Cây này dài mà to nữa. Cái bảng nó thì gần 2 phân, 2 mấy à. Này kẹp mẹ. Cho kẹp. Nha. Ừ. Chạy tới chơi luôn mà đập con á. Rồi cái cây này là 2/3. Đục là 2/3. Đó, cái này là Tuyền để đã vệ sinh thôi chứ còn mài thì chưa mài ha. Đây mấy cái thép đục nó như vậy nè. Mình về mài lại nữa là sơ lại là ok. Rồi cây này là dài 21 luôn. Cái bảng của nó là 1/8. Đó, rồi. Cặp này ha, số 1. 150. Ngang mua trứng giờ lâu nấu nướng cho hùm ăn ha. Rồi, số 2. Số 2 là nguyên bộ, 2 4 6 cây. 6 cây ha. Cây này là cây nhỏ nhất nè. Cái này cán nó bị mục đây à. Cái này tầm gần 5 phân. Ủa gần 5 ly. Nhầm, nó lộn. Rồi. Cái này thì 7 ly ha. Đâu đâu mà đục mặt nó có kẹp. Rồi. Cái này 8 ly. Cây này 2/3. Cây này không có khâu ha. Đấy cái đục nhật có đóng, chữ. Cây này khâu cán đẹp nè mà cái lưỡi nó còn nhiêu đây thôi, nó mòn rồi, mòn còn như đây. Cái này là 2/3 luôn. Cây này 4/2 ha. Cây này to. 4/2 nhưng mà cũng còn con khúc à. Mà về khúc này còn xài lâu. Đây nè, thép này nó bị rỉ này.
cũng 6 cây ha. Số 2 300. Số 3. Số 3 là ba cái kéo mai. Mấy cái kéo này là tiền chỉ vệ sinh chưa mài ha. Cho nên là mấy anh mấy chú mình ai mà mài kéo được mình hãy chốt nha, tại vì nó không có bán sẵn nha. Cái này hay xay 20 nè. Mấy kéo này là không có mẻ nha, chỉ là nó hết bén thôi. Đó, nó không còn hàng đã qua sử dụng thì mình phải mài lại. Đó, chốt động ha. Kéo này chắc 24. Đúng, 24 năm ha, hai cây 24 năm. Cây cán đỏ luôn. Cái này quan trọng là lưỡi nó không mẻ, mình về mình mài đã là ok. Rồi là xem cắt luôn cái tay rồi. Rồi ha, cặp ba cây kéo này. Ba cây kéo này số 3. 220.000. Số 4 ba cây kéo, một cây kéo cá, hai cây kéo bướm. Không mẻ, có bị rỉ cho đầu trên ha, có đóng chữ nhật không. Kéo cá này size 17. Rồi cái con bướm này quá trời đẹp, chữ nè, chữ nhật, đóng chữ nhật nè, đó, đóng hai bên chữ nhật luôn ha. Lưỡi cũng không mẻ nè, đây chỗ này nó có nhầm xíu. Rồi, cây xe này 16 năm. Cây này 18. Cây này nó rảy mũi. Đó, nó mắc xí mũi trên đây ha. Đó. Rồi, ba cây này. Thép còn đẹp. Ba cây này số 4, 220. Số 6 là 107, một cặp kéo con luôn. Cái này thì size 25. Cái này cũng vậy. Cái này 25 luôn. Một cây thẳng nè. Thép còn ok. Đó, cây này cũng còn bén nè. Rồi một cây cong. Cong mà cây này nó cây nó có 2 3 lớp thép gì đó, nó gãy một lớp ở trên mũi nè. Rồi. Số 6 ha, số 6 107. Số 7 là một mấy cái kìm. Một cây hai cây khoe, hai cây kìm mở khoe nè, cây khoe trong cây khoe ngoài nè. Mà cái này nó có cái này nó không biết con ốc. Ốc nó giống vậy mà nó gãy mà không biết hai con ốc này nó để làm gì, thì không biết là nó dài vậy ha. Bên hay này thì nó gãy nhưng mà tiền thấy cái mở là mở cái này mà sao nó có cái này nó gãy nè.
kìm gấp. Cà lê á, cà lê dạo này mấy anh kêu soạn cà lê quá trời mà hết rồi, hết cà lê rồi. Còn không có đủ số. Còn bộ số này bộ số 8 ha. Đây nè, 8 10 8 9 nè ha. 8 10 nè. Rồi 10 12 nè. 12 14 nè. 10 13. 17. Cây này một đầu 17 nè. Rồi cây to này 27 24 nè. Rồi hai cây kèm ha. Đó, hai cây kèm hai nấc nè. Cây này còn mới đẹp lắm nè. Mà nhỏ á, xây một cái xây nhỏ, cái xây xây lớn cái này hàng của tốt nè. Răng còn rất là ok nha. Nguyên cái combo này số 8. Số 8 là nguyên combo thế này nè. 150. Số 9. Số 9 là ba cây cái dòng với cái đầu chuột. Cây dòng 23 của KTC nè. Mấy cái đầu dòng này đó còn găng còn rất ok ha. Đó. KTC 23 và 21. Và 24 cho dành cho những ai xài số lớn. Rồi đuôi chuột 21. Đó, mấy con được găng đuôi chuột mới kinh luôn. 21 17 21. Hoạt động tốt luôn. Rồi số 9. Số 9 200k. Số 10 bắt đầu dao nha. Dao. Đây một con dây dao. Dao một thùng người. Con đứt cán nhựa. Dao này bản to ha. Dao này dài 18 nè. Bản 4.43. Đây là dao cắn gỗ. Này giống dòng của cây đó. Cái dao này mình mài lại nha. 17. Dao này tiền giữ vệ sinh rửa sạch sẽ thôi. Bản này 4 phân, cán gỗ còn đẹp, cán còn đẹp luôn. Rồi, cặp dao này số 10 250. Cái này lưỡi nó còn bén lắm nè, nhưng mà mình phải mài lại mới được, tại vì đã qua sử dụng rồi, mình mài lại, mài sơ lại thôi. Số 10 250. 11.12 là 5 con dao. Đây con dao nhỏ gọt cái cây.
gỗ ha. Bản này cũng to à. Một cây dao đầu vuông cán gỗ. Cái chữ gì đây nè mà màu mờ. Dao đầu vuông này là dài 16 nè. Bản nó 4,5. Cái này dài 18 năm luôn. Bản nó 4 phân. Rồi nguyên bộ dao này 5 cây luôn. 5 cây 200. Số 13. 13. Đây một cây dao gọt trái cây. Dao này có cái nắp luôn. Chống dính mà nó chóc rồi. Rồi một dao cán gỗ, một con dao lưỡi luôn. Rồi 5 cây dao, 5 cây dao số 13 200k. 14. Rồi 5 cây dao số 14 200k luôn. 15. 15 2 cây này. Cái dao này của cây nè. Cây cán nhựa. Cái này sắt dưa sắt cà nè, chống không dính nè. Cây này dài, cây này dài 20 luôn nha. Cây này bản 4,5. Cây này dài 16,8. Ủa? À đúng rồi, xém 17. Cái này 4,3. Cán nhựa nè. Đó, rồi cặp dao này số 15 200k. 16 là một gỗ gỗ đồ nghề. Kéo này chắc để dành cắt giấy. Cắt giấy đứt, cắt còn đứt. Rồi một cái giống như cảo kẹp á. Rồi một cái mỏ lết. Mỏ lết xay 150 nè. Cái xà beng nè, cái xà cày nè, một cây kìm cắt. Cái này nguyên combo ha, combo lên tiền à. Rồi cái một giác, cái thước luôn, thước dao băng. Thước này thước vịn nha, không có gài. Rồi hai cái đầu điếu lớn nhỏ luôn nha, không trùng số. Rồi một cây kìm gấp đinh nhũ đinh gì hay là cây kèm lót tơ nè, kèm thanh nó cắt. Rồi một cây mỏ quạ xấu xí. Rồi nguyên cái bộ này số 16 ai thích hợp gia đình mình, cô chú mình sử dụng cho gia đình luôn thì đổi cho tiền luôn. Thước 5m. Tây ma. Rồi số 16 300k. 17. 17 là một cái thùng đồ nghề. Cái thùng
lồ nghề, cái này mình có để chìa khóa mình khóa được. Cái thùng lồ nghề này nó cao là 16, nó dài là 35, ngang của nó là 16 năm, quay còn sắt ok. Đổ xuống. Nay kẹp chắc 12 ly đổ xuống luôn á. Đúng rồi. Nãy đo là thấy mình mấy. Dạ. Đúng cái ta, không sát vậy. Nó còn sát cái đây nè, xịt G7 vô nó mới dặn vô được. Có chữ có độ đây nè, mắt đây mà nó dính giờ thì không có vệ sinh sạch nè. Nó có cái đó, nó có cái dòng gì, cái này là cái gì đó, kẹp nách. Cái này dịnh đó, cái này nó có cái bàn để mình chợ đỡ phải mỏi. Rồi số 18 250, cái này bự nha. Trước tiền bán cây, mấy cây này nó có từ 150-200 mà. Cây này bự to, cây này dài 40. Rồi, số 18-250. 19. 19 là một cái mỏ lách găng của MCC. Xây này xây 450. Cây này còn đẹp. Da ban. Đó, mấy cái của MCC đó là mấy cái thép nó còn rất là đẹp. Găng còn đẹp luôn. Lò xo nhảy. Đó. Găng đó nè. Rất là đẹp nha. Không có bị mòn hay gì hết. Một
Cái này đầu này 1,3 kg. Ghê không? Cái đầu này 1,3 kg luôn. Nó mấy cái đầu này nặng lắm cho nên là Tuyền sẽ cân từ đầu cho mấy anh mấy chú mình ước tính được. Rồi cái đầu này 700 g. Cái đầu này 400. Đó. Cái này 400 luôn. Để cho mình thích hợp mình sử dụng đó, mình cân hết rồi đó. Rồi, số 20 200 k ha, 245 cái đầu này luôn, 200 k. Số 20 á, 200 k, 5 đầu. Rồi, 21. Cái đầu mũ tạ nè. Nhưng mà cái kiểu mà nó không có ra, không có ở trên trong đây á. Nó gì á? Rồi cái bố này lạ mà ngộ luôn. Đó, có đống chữ mộc hoàng hoàng, cái bố này đẹp mà không biết làm gì nữa. Để tiền đo cái này. Nè, đó, cái này 2 phân. Ha. Ra trong này nè, hai phần nè, hai phần vuông luôn á, thôi chứ không có vuông. Cái này 22 nè, cái đầu này thì hình chữ nhật nè, cái đầu này là nó 23, ngang là nó 10 phần mấy à, phần 8 à, 16 phần 8 gì á, đó, cái đầu này ngộ lắm, rồi tiện để tiền cân từng đầu luôn. Rồi cái đầu này 1,4 kg. Cái này 300 g ha. Cái này 400. Rồi cái đầu mũ tạ này. Đầu mũ tạ này 1,3 kg luôn. Đó. Rồi bốn đầu này số 21. 21 200 g. Nhưng cái này bằng đồng luôn nè. Cái này bằng mạ sao nó không phải là mạ luôn mà tao thấy nó đổ đồng sao á. Không biết làm gì luôn á mà nó vậy này giống như cây đập thịt vậy đó, nó khí giống như cây đập thịt vậy đó. Mà bên đây nó gãy nha, nó gãy mấy chấu ngoài nè. Cái này bằng đồng thì không biết là gì nữa. Rồi cái đầu bên đây là nó bằng gì. Đó. Cán cũng còn đẹp, cây này cán cũng đẹp rồi. Cái búa này nó tới 1,7 kg. Nặng nha. 6,7. Đó, rồi số 22 150. Cái đầu này xấu. Cái đầu đầu đồng nó bị gãy hai mặt cãi. 150 hả? Rồi cái số 23 150 luôn. Cái đầu này. Xấu. Cái này 1,3 kg nè. Đó, 1,3 kg nè. Cú tạ 1,3 kg. Cán thì con cuốn gan tay không được. Rồi, múa này 2 cái 150 luôn, số 23. Đóng còn ok. Cán nhựa khúc ngoài này.
24 200k 25 này dài 45. Cái này của Bua Bắc Ba Bắc Quy Ma nè. Dài 230 nè. Đó. Đẹp ha. Đúng vậy. Rồi, một cặp này. Một cặp này số 26 150. 27. Không tới 25 nè, từ 0 đến 25 mili nè. Của Nachi gì nè. Nó mớp, đầu này nó có mớp. Đó, số nó còn nguyên nè, còn thấy đường, còn thấy số luôn. Bye bye.